đầu xuân năm mới thì em Huân cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác cũng như toàn thể bà con trên khắp các tỉnh thành chúc mọi người một năm mới 2024 này một năm mới an khang thịnh vượng và mạnh khỏe và trong thời gian qua thì đặc biệt là trong tết nguyên đán vừa rồi 2024 vừa rồi thì có rất nhiều các bác hỏi hơn về cái củ hoàng tinh hoàng tinh hoa trắng và hoàng tinh hoa đỏ thì em muốn có chia sẻ đến các bác một cái củ rất là hay đối với ai mà gặp tình trạng là xin đi kém mà mật độ tinh trùng thấp đặc biệt là các cặp đôi mà không có con hoặc khó có con và các bác mà gặp tình trạng sinh lý kém thì mình dùng cái củ này thì cũng rất là ok thì bản thân em Huân cũng đã và đang sử dụng cái củ hoàng tinh hoa trắng và hoa đỏ để sử dụng trong các bài về cao về sinh lý cũng như là về vấn đề là hỗ trợ cho các anh em về vấn đề sinh lý rất là tốt củ này thì rất nhiều bác có hỏi hơn là em ơi cái củ hoàng tinh này thì chúng ta dùng như thế nào này à, chúng ta đem về chúng ta ngâm ngâm tươi hay là chúng ta dùng tươi hay, chúng ta dùng, tươi, hay chúng ta dùng khô chúng ta đun uống hay chúng ta ngâm tử để chúng ta dùng thì đây là cái cây 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 hoàng tinh nha các bác nhá cây hoàng tinh này thì mình đây là cái cây hoàng tinh hoa trắng cây hoàng tinh thì nó có hai loại là hoàng tinh hoa trắng và hoàng tinh hoa đỏ thì mình sẽ dùng cái hoàng tinh hoa đỏ sẽ tốt hơn củ nó sẽ nhiều thịt hơn và cái chất lượng nó sẽ tốt hơn đấy, dùng cho những cái trường hợp những các cặp đôi mà khó con lâu con mật độ tinh trùng thấp đấy, đặc biệt là những cặp đôi mà muốn sinh em bé trai thì nó dùng cái củ này rất là ok đấy thì khi mà đem về thì mình sẽ phải rửa sạch cái củ hoàng tinh đi sau đó thì các bác sẽ đem về chúng ta rửa sạch xong để ráo để khô sau đó mình cho vào lồi mình đồ cách thủy đồ cách thủy chúng ta cho đồ với đậu đen đồ với đậu đen sau đó mình bỏ ra đồ ủ hai cân và mình sẽ để một tầm 8 tiếng sau đó mình bỏ ra ngoài mình phơi phơi khô sau đó thì mình lại cho vào mình lại cho vào mình lại đồ tiếp lần hai xong lại phơi khô sau lại đồ lần 3 lần 4 lần 5 đến lần thứ 9 là mình đem ra mình phơi khô sau đó các bác đem cái nguyên chất đó các bác có thể ngâm với tử đây nha các bác nha cái củ hoàng tinh sau khi các bác đem về các bác chế rồi các bác sẽ ngâm với tử cho em nha các bác có thể kết hợp thêm các vị khác như là Đấy, ba kích tím chuẩn rừng này râm rừng hoắc này Đấy, nhân sâm tươi này và một số nguyên liệu khác như là cái củ đan sâm này các bác đem về các bác ngâm rồi châu cổ này đem ngâm thì sử dụng rất là tốt các bác nha nếu các bác nào mà sinh lý kém hoặc là mà độ tinh trùng thấp thì các bác có thể dùng ngay cái củ hoàng tinh này cứ 1 kg các bác ngâm cho em khoảng tầm 5 lít tử đấy là dùng được thế còn nếu mà các bác muốn dùng cho các bài mà uống thì mình có thể kết hợp thêm các cái vị khác này như là châu cổ này như là nhục sung dung này đấy như là củ hoàng tinh hoa đỏ hoa trắng này đấy mình đem về mình kết hợp dùng mỗi vị khoảng tầm 20 mươi gram đấy chúng ta đem về chúng ta đun nước uống thì cái tình trạng sinh lý nó sẽ được cải thiện rất là tốt các bác nhé đặc biệt là các cặp đôi thì chúng ta sẽ được cải thiện rất là tốt đấy, nếu trong quá trình sử dụng cái củ hoàng tinh này nếu các bác có câu hỏi gì hoặc có gì không hiểu cũng chia sẻ nhé quân sẽ hỗ trợ các bác đây là một củ rất là hay đấy các bác nhé